Xin chào quý anh chị và các bạn. Hôm nay đầu xuân thì bên mình xuất 12 cái đèn pad cho các anh chị tổ chức sự kiện. Thì mình sẽ quay cái video giới thiệu cái đèn pad LED 54 bóng đổi màu loại 1 chuyên dành cho các anh em tổ chức sự kiện để quý anh chị và các bạn làm sự kiện có thêm cái tư liệu để tham khảo. Đây, đầu xuân mình xuất đi 12 con đây, mình đang test cho khách đây. Thì mình sẽ quay video giới thiệu luôn cho quý anh chị các bạn nhé. Đây là mẫu đèn pad LED đổi màu 54 bóng loại 1 chuyên dụng, mình đặt về dành cho các đơn vị tổ chức sự kiện. Mẫu của đèn bên mình bán đây này. Đây, cái mẫu đèn bên mình bán nó có kiểu dáng nó khác so với các cái mẫu trên thị trường quý anh chị các bạn nhé. Thì cái này có thể dễ dàng phân biệt bằng mắt thường. Và cũng có rất nhiều video Chiến cũng đã giới thiệu tới quý anh chị các bạn mẫu đèn này rồi. Đây là mẫu đèn pad LED 54 bóng loại 1. Đây. Còn về công suất các thứ là mình cũng có video mình quay giới thiệu tới quý anh chị và các bạn rồi. Nếu quý anh chị quan tâm thì có thể xem lại các cái video ở cuối, mình sẽ có cái đường link dẫn đến các cái video đấy. Còn hôm nay mình chỉ giới thiệu qua tới quý anh chị và các bạn mẫu đèn pad 54 bóng loại 1 dành cho các đơn vị tổ chức sự kiện. Mà đầu năm mình mở cửa thì mình xuất đi 12 con rồi đây. Đấy. Và hiện nay là bên mình bán cả cái mẫu đèn pad LED 54 bóng mà có cái tay điều khiển từ xa đấy quý anh chị và các bạn nhé. Mẫu này là mẫu thường thôi. Còn cái mẫu mình có thêm một cái mẫu nữa là mẫu có tay điều khiển từ xa. Thì mẫu đấy nếu mà mình dùng số lượng ít thì mình mới dùng thôi. Đấy, khoảng từ 4 con đổ lại thì mình mới dùng cái loại đấy. Còn nếu mình dùng số lượng nhiều, khoảng độ nhiều như này này, 12 con này, thì tốt nhất là mình cứ dùng cái loại thường ấy. Rồi mình qua bàn điều khiển, mình điều khiển nó cho nó chuyên nghiệp và giá thành nó rẻ hơn. Còn cái con có tay điều khiển từ xa kia thì nó đắt hơn cái mẫu này, nó đắt hơn cái mẫu thường này. Đây đèn đây nhá quý anh chị các bạn nhá, đèn full màu đây. Đấy, đèn này công suất đủ đấy, loại một của mình đấy. Mà những cái dòng này mình đặt về chuyên để phục vụ các đơn vị tổ chức sự kiện như đám cưới này. Đấy, mẫu đèn đây, đèn bên trung tâm Việt Lighting mình bán nhá. Đèn nó chạy tự động, chạy theo nhạc và chạy qua bàn điều khiển ánh sáng. Đấy, xem đít của nó đây, các cài đặt của nó. Con này mình đang cài đặt nó làm chủ. Đèn có 4 dây nhá quý anh chị các bạn nhé. Đèn pad LED bây giờ nó đều có 4 dây cả, 2 dây nguồn và 2 dây điều khiển từ xa. Cái chế độ của nó này mình hướng dẫn qua tí cái dòng của mình bán. A là qua bàn điều khiển DMX quý anh chị các bạn nhé. Mình cài đặt địa chỉ cho bàn thôi. D cũng vậy. R là chỉnh cường độ ánh sáng màu đỏ. Đấy. G là xanh lá cây. B là xanh dương. F là chớp đây này. F00 là nó không có chớp, còn thích chớp thì cho phát nó chớp nháy loạn đây này. Đấy. CL là chỉnh màu thứ nhất này. CC là chế độ từ màu tự động thứ hai này. DE là tự động thứ 3 này. CP là tự động thứ 4 này. SOUD là theo nhạc này. Không có nhạc, không có tiếng động là nó sẽ tắt. Có tiếng động là nó sẽ chạy. Alo. Đấy. Thông thường cái chế độ theo nhạc này chúng ta ít sử dụng lắm. Với số lượng như đèn lắp trên sân khấu chúng ta không nên sử dụng chế độ theo nhạc này thì nó nhanh. Chúng ta cứ chạy qua bàn điều khiển DMX hoặc chạy tự động là được. Đấy, đơn giản vậy thôi. Đây, sáng trắng của nó này, rất là sáng quý anh chị các bạn nhé. Đầy đủ công suất. Đấy, anh chị nào có nhu cầu thì có thể liên hệ với Chiến ở số điện thoại trên màn hình hoặc là truy cập trực tiếp website để biết giá. Đèn chuyên dụng dành cho các đơn vị tổ chức sự kiện đám cưới.